Ba la mật đa, từ địa này đến địa khác với mức độ như vậy, nên biết các đại Bồ Tát ấy hướng đến đại thừa. Cụ Thọ Thiện Hiện bèn thưa Phật rằng: Thế nào là đại Bồ Tát siêng năng tu hành pháp ba la mật đa từ địa này đến địa khác? Phật bảo Thiện Hiện: Đại Bồ Tát nào biết được tất cả pháp không từ đâu đến cũng không đi về đâu? Vì sao? Vì tất cả pháp không đi không đến không xuất phát cũng không tới đích, do đó nên các pháp không biến hoại. Đại Bồ Tát này không nhớ nghĩ, chẳng suy tư về địa bắt đầu, tuy tu nghiệp trị địa nhưng chẳng thấy có địa ấy. Đó là Đại Bồ Tát siêng năng tu hành sáu pháp ba la mật đa từ địa này đến địa khác. Cụ Thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Thế nào là Đại Bồ Tát tu nghiệp trị địa? Phật bảo Thiện Hiện: Khi trụ ở địa thứ nhất, các Đại Bồ Tát phải khéo tu trị 10 loại thắng nghiệp. Những gì là 10? Một là dùng vô sở đắc làm phương tiện tu trị nghiệp tịnh thắng ý lạc, vì tướng lợi ích của nó bất khả đắc. Hai là phải dùng vô sở đắc làm phương tiện khéo tu trị nghiệp bình đẳng tâm đối với tất cả hữu tình, vì tất cả hữu tình đều bất khả đắc. Ba là phải dùng vô sở đắc làm phương tiện khéo tu trị tất cả nghiệp xả thí, vì người bố thí, kẻ nhận, vật thí đều bất khả đắc. Bốn là dùng vô sở đắc làm phương tiện, phải khéo tu trị nghiệp thân cận thiện hữu, vì không chấp trước đối với thiện hữu. Năm là dùng vô sở đắc làm phương tiện, khéo tu trị nghiệp siêng năng cầu chánh pháp, vì giáo pháp ấy bất khả đắc. Sáu là dùng vô sở đắc làm phương tiện, khéo tu trị nghiệp thường muốn xuất gia, vì sự xả bỏ gia cư ấy bất khả đắc. Bảy là dùng vô sở đắc làm phương tiện khéo tu trị nghiệp mến kính thân Phật, vì nhân của các tướng hảo bất khả đắc. Tám là dùng vô sở đắc làm phương tiện khéo tu trị nghiệp xiển dương giáo pháp, vì giáo pháp được phân biệt bất khả đắc. Chín là dùng vô sở đắc làm phương tiện khéo tu trị nghiệp phá hoại kiêu căng ngạo mạn, vì các pháp hương thịnh bất khả đắc. 10 là dùng vô sở đắc làm phương tiện nên khéo tu trị nghiệp thường ưa nghe lời chân thật, vì tất cả ngôn ngữ đều bất khả đắc. Thiện Hiện nên biết, khi trụ địa thứ nhất, các đại Bồ Tát nên khéo tu trị 10 thắng nghiệp này, nhờ vậy mà địa thứ nhất mau được viên mãn. Lại nữa, Thiện Hiện khi trụ địa thứ hai, các đại Bồ Tát nên tu tập và tư duy 8 pháp khiến cho chúng mau viên mãn. Những gì là 8? Một là thanh tịnh giới, hai là biết ơn trả ơn, ba là trụ vào năng lực an nhẫn, bốn là thọ hoan hỷ tối thắng, năm là chẳng bỏ hữu tình, sáu là thường khởi đại bi, bảy là đem tâm kính tin học hỏi vâng lời cúng dường sư trưởng như phụng thờ chư Phật, tám là siêng năng tu tập cầu ba la mật đa. Thiện Hiện nên biết, khi trụ địa thứ hai, các đại Bồ Tát nên tránh tư duy, nên siêng tu học làm cho 8 pháp này mau được viên mãn. Lại nữa, Thiện Hiện khi trụ địa thứ ba, các đại Bồ Tát nên tinh cần an trụ 5 pháp. Những gì là 5? Một là siêng cầu đa văn, thường không nhàm chán pháp đã được nghe, cũng chẳng chấp trước văn tự. Hai là đem tâm vô nhiễm, thường hành pháp thí, tuy giáo hóa rộng rãi nhưng chẳng tự cao. Ba là vì trang nghiêm tịnh độ nên trồng các căn lành, tuy dùng hồi hướng nhưng chẳng tự cao. Bốn là vì hóa hữu tình, tuy không nhàm chán mỏi mệt với sanh tử vô biên nhưng chẳng buông lung. Năm là tuy trụ vào 8 quý nhưng không chấp trước. Thiện Hiện nên biết, khi trụ địa thứ ba, các đại Bồ Tát phải thường an trụ 5 pháp này không được tạm rời. Lại nữa, Thiện Hiện khi trụ địa thứ tư, các đại Bồ Tát nên thọ trì không bỏ 10 pháp. Những gì là 10? Một là chẳng lìa bỏ chỗ vắng vẻ, hai là thường thích ít ham muốn, ba là thường ưa tri túc, bốn là thường không lìa bỏ công đức đầu đà, năm là thường không lìa bỏ các học xứ, sáu là phải sanh tâm nhàm chán xa lìa, bảy là thường ưa phát khởi tâm tương ưng với niết bàn, tám là thường ưa xả bỏ tất cả vật, chín là bất cứ lúc nào tâm cũng chẳng mê muội, mười là thường không luyến trước tất cả sự việc. Thiện Hiện nên biết, khi trụ địa thứ tư, các đại Bồ Tát nên thọ trì không xả bỏ 10 pháp này. Lại nữa, Thiện Hiện
Khi trụ địa thứ năm, các đại Bồ Tát nên xa lìa 10 pháp. Những gì là 10? Một là nên xa lìa gia cư, hai là nên xa lìa bí xô ni, ba là nên xa lìa nhà keo kiệt, bốn là nên xa lìa hội chúng tranh cãi tức giận, năm là nên xa lìa sự khen mình chê người, sáu là nên xa lìa 10 nghiệp đạo ác, bảy là nên xa lìa tăng thượng mạng, tám là nên xa lìa sự điên đảo, 9 là nên xa lìa sự do dự, 10 là nên xa lìa tham sân si. Thiện hiện nên biết khi trụ địa thứ 5, các đại Bồ Tát nên xa lìa 10 pháp này. Lại nữa, thiện hiện khi trụ địa thứ 6, các đại Bồ Tát nên viên mãn 6 pháp, nên xa lìa 6 pháp. Thế nào là viên mãn 6 pháp? Nghĩa là nên viên mãn 6 pháp ba la mật đa như bố thí. Thế nào gọi là xa lìa 6 pháp? Nghĩa là nên xa lìa 6 tâm hạ lìa. Những gì là 6? Một là nên xa lìa tâm thanh văn, hai là nên xa lìa tâm độc giác, ba là nên xa lìa tâm nhiệt não, bốn là nên xa lìa tâm thấy người hành khất đến mà không vui, bực bội, năm là nên xa lìa tâm đã bố thí vật sở hữu rồi luyến tiếc ăn năn, sáu là nên xa lìa tâm tìm cách lẩn tránh người đến cầu xin. Thiện hiện nên biết khi trụ địa thứ 6, các đại Bồ Tát thường nên viên mãn 6 pháp đã nói trước và nên xa lìa 6 pháp nói sau. Lại nữa, thiện hiện, khi trụ địa thứ 7, các đại Bồ Tát thường nên xa lìa 20 pháp, thường nên viên mãn 20 pháp. Thế nào là thường nên xa lìa 20 pháp? Một là thường nên xa lìa sự chấp ngã cho đến chấp kiến, hai là thường nên xa lìa chấp đoạn, ba là thường nên xa lìa chấp thường, bốn là thường nên xa lìa chấp tưởng tướng, năm là thường nên xa lìa chấp kiến, sáu là thường nên xa lìa chấp danh sắc, bảy là thường nên xa lìa chấp uẩn, tám là thường nên xa lìa chấp xứ, chín là thường nên xa lìa chấp giới, mười là thường nên xa lìa chấp sự thật, mười một là thường nên xa lìa chấp duyên khởi, mười hai là thường nên xa lìa chấp trước ba cõi, mười ba là thường nên xa lìa chấp tất cả pháp, 14 là thường nên xa lìa chấp đối với tất cả pháp đúng lý và không đúng lý. 15 là thường nên xa lìa kiến chấp y Phật. 16 là thường nên xa lìa kiến chấp y Pháp. 17 là thường nên xa lìa kiến chấp y Tăng. 18 là thường nên xa lìa kiến chấp y Giới. 19 là thường nên xa lìa kiến chấp y Không. 20 là thường nên xa lìa nhàm chán, sợ sệt tánh không. Vì sao gọi là thường nên viên mãn 20 pháp? Một là thường nên viên mãn thông suốt không, hai là thường nên viên mãn chứng được vô tướng, ba là thường nên viên mãn biết vô nguyện, bốn là thường nên viên mãn thanh tịnh ba luân, năm là thường nên viên mãn sự thương xót hữu tình nhưng không chấp trước hữu tình, sáu là thường nên viên mãn sự thấy tất cả pháp tánh bình đẳng và ở trong đó không có sự chấp trước, bảy là thường nên viên mãn sự thấy tánh bình đẳng của tất cả hữu tình và ở trong đó không có sự chấp trước, tám là thường nên viên mãn sự thông suốt chân lý đưa đến cứu cánh và ở trong đó không có sự chấp trước, chín là thường nên viên mãn trí vô sanh pháp nhẫn, mười là thường nên viên mãn thuyết chân lý tất cả pháp đồng một tướng, 11 là thường nên viên mãn sự diệt trừ phân biệt, 12 là thường nên viên mãn sự xa lìa các vọng tướng, 13 là thường nên viên mãn sự xa lìa các kiến, 14 là thường nên viên mãn sự xa lìa phiền não, 15 là thường viên mãn sự thiện xả khi tu trì quán, 16 là thường nên viên mãn sự điều phục tâm tánh, 17 là thường nên viên mãn sự vắng lặng tâm tánh, 18 là thường nên viên mãn tánh của trí vô ngại, 19 là thường nên viên mãn không có sự ái nhiễm, 20 là thường nên viên mãn tùy tâm mong cầu đến các cõi Phật ở trong chúng hội Phật đó mà hiện thân ta.